đang quay. Sao này, gia đình chó này, đương nhiên là mình sẽ phải cố định chắc con bò vào, được chưa? Xuyên. Rồi, ok. Xuyên qua này, được cái cháo rồi. Mình sẽ kẹp đây này. Nó cái sụn của nó thôi, ừ. Kẹp vào. Thì huyệt thì đi đấy. Được chưa? Và mình kéo. Ôi dìa, xong.